Trời mua nhiều dữ vậy. Hết rồi nhiều. Có buồn quá không vợ? Có bỏ lá ra không nhờ? Chị ơi. Trời à. Cái này dai quá à. Cứng nhắc à. Dai. Mọi người có ăn được nhiều tỏi không vậy? Được đúng không? Nhiều tỏi đúng không? Ê cháu, mặt vừa vô đồ của bạn nè. Quá vậy? Cô bạn chứ cô em. Sao em đâu? Cô bạn. Ê, cô bạn. Cô bạn. Cô bạn. Cô bạn. Sao? Sao tất cả các xào không được hả? Đúng rồi, cái bếp này hình như mẹ bếp từ có chả từ. Bếp từ đưa cái chảo mà nấu điện rồi. Rồi, mua cái chảo bà coi. Chảo này nó ăn điện phải không? Ai gọi, ai gọi? Số điện thoại lạ. Hot boy, hot boy. Alo. À, à, hot boy gọi. Dạ, 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 dạ. 30 phút, 30 phút mọi người ơi, còn 30 phút thôi. Cho em mượn lại số hot boy em nhờ mua dùm cái chảo coi. Tới người ta chấm điểm đâu có kịp. Trời, là món của em, một món nhạc. Alo. Alo, nghe đường là hot boy. Lỗi lại hả? À, xin lỗi lại đó. Dạ, nghe đồn là hot boy chuẩn bị tới những cô nàng năng động hả? À đúng rồi, nhưng mà em là ai? Em là những một trong năm cô nàng tăng động chứ không phải là năng động. Ừ, nghe giọng tiếng năm em quá. Ồ, thế à? Anh nghe đồn là ừ. anh tới anh làm ban giám khảo đúng không? Không, không, anh tới làm chụp ảnh. Thế anh mua mua hộ em cái chảo mà để xài bếp điện từ ấy, anh biết không? Ôi nhà em chỉ có mỗi cái chảo, một cái chảo củi bắp quá thế mất. À, em chưa nấu gì đâu. Có thể em làm cái gì mà không cần nấu cũng được. Ừ. Em trộn thôi cũng được. Ừ, em trộn thôi cũng được. Nhớ. Cảm ơn nhé. Ok. Chết thiệt. Chặt đâu? Em phải chặt đâu? Em chặt cái trái thì thấy hơi nguy hiểm rồi đó. Bạn ơi, không phải gầu của mình mà như gầu của mình luôn. Tại sao hoài vậy? Chắc vì đuổi sớm rồi. Không quan tâm luôn ấy. Không quan tâm luôn. Thì ban giám khảo không coi tới phải mặc đồ cho lịch sử chứ. Chị mới chặt mà mẻ dao. Nè mọi người ơi, minh chứng luôn. Chị mới chặt có khúc sườn thôi. Cái dao nó mẻ luôn. Vừa lời cảnh báo cho ai đó. Tụi em vô cắt tập cho chị nè năm em. Trời ơi, năm em ở này sao đây? Cung mân của đàn thì mình không em chưa nghe nhiều gì. Cứ như mẹ của chương trình. Chương trình mặt chương trình này là bốn cô gái năng động. Năng động thì có. Hình như viên thuốc estrogen 500 nó không có giảm đau mà nó tăng độ khủng hay sao. Ủa nó món gì vậy? Em để chảo của mọi người ơi, mình thua hai cái chảo ở hai cái bếp này, mọi người làm luôn đi. 59 em em. Hả? Thừa hai cái bếp này chị làm luôn đi. Thừa bếp á? Ừ. Đâu, vẫn nuôi một hy vọng rằng hot boy sẽ đem chảo tới. Dạ. Em vớ ra rồi à? Dạ, sao ạ? Để mỗi bò này nào. Bò đỏ canh á? Ừ. Chị? Bạn nó nuôi bò. Nói giọng dẹp nè. Cho mọi người có chỗ bày. Đã xong tay của em. Chà, yeah, ngon quá vậy ta. Ừ. Có mười đâu vậy? Không có mười hả? Cái má mày á. Cứ chơi. Không, em bếp em tắt rồi. Nóng quá rồi. Sao để tắt cái nó được? Tại vì cái nồi là nồi nấu canh nên nếu mà cho dầu vào nó sẽ nổ. Thì nó bị đầy, nó bị mỏng quá. À, nhẹ ơi. Ôi cháy nào. Sao không thể bỏ cái nồi nước ở trong đó? Nóng quá. Thôi tắt luôn rồi để bỏ cái này vô đi, sợ quá. Ai dạy nó ăn mà nó giỏi thế, khéo quá trời. Quá được luôn. Sao chương trình này là về với anh nhá. Ok anh ơi. Ok anh nhá. Ok anh nhá. Ok.
má ơi. Nhan sắc còn làm ăn nha. Ôi, tắt rồi mà, tắt rồi mà sao? À, nhìn mê mê vậy chứ mặt còn làm ăn nha. Ôi, tắt bếp còn đâu. Mở lại nha. Vậy cho đỡ sợ, không biết nói chín chưa nữa. Này chua đâu còn chín nữa. Không có cảm giác gì luôn. Rồi sống nhiên riêng. Trời ơi, gì vậy? Lại nó mơ vừa có gì trong đó. Nước của gà ra nó văng chơi chơi vậy mà. Đậy lại nó văng ác luôn á. Rồi rồi, hấp bò gỏi, hấp bò gỏi. Dạ anh có mua chảo cho bạn ấy chưa? Ồ, dạ dạ, ban tổ chức không cho mang lên hả anh? Ban tổ chức không cho mang chảo lên. Ui, nghe như sét đánh ngang tay. Mình nước tới chân rồi, nhảy thôi. Nhảy, nhảy, nhảy thôi, nhảy. Ủa gà được rồi đó chị. Nước tới chân rồi, nhảy thôi, nhảy, nhảy, nhảy. Bắn mùa tới. Ủa này anh chơi lắm mà. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh nhảy nào. Nhanh, nhanh nào. Cuối cùng. Vẫn chưa là phải đấu tranh nhá. Đấu tranh để làm gì? Đấu tranh để làm gì? Không có khả năng. Nào, đấy tôi nấu rồi. 30 phút, 1 tiếng đồng hồ. Thì tôi có 50 phút thôi, cho tôi nấu đi nào. Giờ đấy. Để bình tĩnh làm nha, khoảng 5 phút. Ngon, ngon, ngon. Dở lên, dở lên. Ngon lành cành đào rồi đó. Dở lên. Hai mặt hả? Hai mặt hay một mặt? Hai mặt chứ. Đừng đâu, khó ăn à, nó có ha. Ôi trời, ông trời vẫn còn thương. Ông trời vẫn còn thương, mừng quá kìa. Quá, ông trời vẫn còn thương. Để tôi xử lý cho. Xử lý cho. Alo. Người ta đứng trước cửa rồi. Thôi thay đồ đi, thay đồ đi. Trời ơi. Anh hot boy ơi, tụi em chưa thay đồ. Anh đợi em 5 phút. Trong khi 5 phút chờ đợi, em sẽ hát cho anh nghe một bài hát. Anh muốn yêu em không? Tăng tăng tăng. Muốn về nhà với em không? Tăng. Đợi xíu anh. Mọi người đã thấy rồi, em đang gấp vô chiếc mục giấy chứng anh mà. Nhìn em như thế, trả lời em đi rằng anh có yêu em không á. Anh nhìn cái tình huống này sao mà giống ta đi hỏi vợ quá vậy ta. Hả? Anh rồi kêu bảo vệ. Kêu bảo vệ hả? Thôi bây giờ mình vô mời anh chơi trước đi ha. Chết rồi, trốn. Chà. Em chào anh. Xin chào những cô gái năng động. Ủa sao bỏ đi đâu hết rồi vậy? Nam em, hồi nãy cô nào là cô gái hát qua lo vậy ta? Cô thấy anh, cô sợ bỏ chạy mất tiền. Mọi người ơi, xong trên nhà. Chào anh ạ. Chào em. Hôm nay chắc là một cái thử thách rất là khó khăn đây. Dạ đúng rồi, khó khăn lắm anh ơi. Không khó khăn dành cho anh chứ. Anh ơi, cái này thì em nghĩ anh nên nhắm mắt lại vì anh sẽ ngon. Ở nhà tụi em có nhiều cái lạ quá hả? Lạ anh ạ. Anh phải thích nghi dần. Món cũng thấy lạ rồi. Hello.
thôi mình ăn thôi nhờ, đủ người rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái đó tâm thảm rồi. Tâm thảm anh. Tôi là Cẩm Thức Long. Hiện tại anh là đầu bếp và cũng đang diễn chức vụ là phó chủ tịch của Hiệp hội Đầu bếp Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì anh có nhận được một cái nhiệm vụ là tới đây để thử các món ăn mà những cô gái năng động của ngày hôm nay sẽ nấu, chế biến. Dạ. Nghe nói là tới 5 người lần nhưng mà bây giờ vẫn còn thiếu một người. Dạ, cái thảm nó đang bay vô, dạ. Tí hồi mày là lặng. À, thả tới anh. Mình có dùng bữa đi. Mình dùng rồi. Thử từng món cái đi. Hôm nay bọn em là sẽ chỉ được tiền mua đồ ạ. Đây là cái khăn ạ. Thảm mới thay. Chân đầu đầu bếp. Em bị thấy đầu nên em phải che mặt lại. Dạ, để an toàn cho tất cả mọi người. Dạ, em xin phép. Đầu tiên là đây là món của cái khăn. Tiếp theo đây là món của chị Mai Ngô. Đây là món rau muống xào bò. Đây là món trứng đúc thịt cà chua. Đây là món thịt xá xíu của em và canh của em. Anh nghĩ là nếu mà bây giờ một mình anh ăn thì cũng kỳ lắm, cũng ngại lắm, cũng ngừng lắm. Cho nên là thôi, nếu mà anh thử cái nào thì mấy bạn cũng thử chung luôn đi nha. Dạ, rồi. Mình hãy coi như đây là một bữa ăn gia đình đi cho dạ. Nó không khí nó nhẹ nhàng hơn. Dạ. Rồi, mời rồi, mời. Chị My ơi, thử trứng đi chị. Thử thịt của tao. À, là bây giờ là mình sẽ chấm trên thang điểm 10 cho tất cả món ăn ở đây. Rồi bây giờ ông bắt đầu với lại món thử đầu tiên đi, đó là món xá xíu. Thì món thịt xá xíu giống như nãy vừa mới ăn vô xong á, là Long tính nói là cái vị rất là thơm. Nói chung là anh rất thích cái món canh này, rất là nhẹ nhàng. Phần này là cả hai món đều đạt được số điểm là 8 điểm. Tiếp theo là món trứng rán đi. Cái vị của thịt rất là vừa ăn, tuy nhiên là do cái quá trình mà mình ướp thịt rồi á, mà ở ngoài mình còn thêm xíu nước mắm nữa. Tuy nhiên là khi mà mình ăn cái này kèm với lại có cà chua với lại cơm nữa thì Long nghĩ món này cũng vừa ăn. Cái vị nếu mà chúng ta giảm đi cái sự độ đậm chút xíu nữa thì sẽ ngon hơn. Thì với phần này thì Long nghĩ là được, Long sẽ dành là 7 điểm rưỡi cho phần này. Bây giờ mình tới cái phần là cái cánh gà. Cái vị thì cũng nếu mà mình ăn không thì cái này nó hơi đậm, còn nếu mà mình ăn với lại cơm thì vừa. Cái này nếu mà mình làm mà nó hơi quá lửa chút xíu là nó ăn nó sẽ bị dính lại giống như caramel vậy. Cái này thì mình ăn cái này vừa. Cho điểm. Nó được 8 điểm. Cái phần cá của Khang. Khang ưng. Khi mà mình ăn thử những cái món mà liên quan tới cá hồi á thì cái quan trọng nhất là cái phần chính của nó, cái đầu chính. Nếu mà mình làm quá lửa hay gì ăn bên trong nó khô lắm. Và cái lớp da cũng rất là giòn, cái lớp da khi nãy Long ăn á. Nếu mà cái phần này mà mình kỹ hơn chút xíu, quá trình mình bỏ vào nó ít dầu lại thì là cái lớp da sẽ còn vàng hơn nữa. Làm bằng nồi đó. Nó dầu thật chi. Vậy là sẽ được cộng điểm hay sao? Ê, lấy cái nồi cho coi nè. Chi được không? Này chắc chiên mấy miếng mới lấy được miếng không? Chỉ còn một miếng duy nhất thôi. Ủa vậy hả? 5 phút cuối. Vậy mà không bị dính da là hay lắm rồi. Còn nóng nè, bỏ cái tay vô đi. Giỡn cái gì quá không? Hả? Bếp nấu đi. Cái này năm em có ướp cái gì vô phần cá không em? Không hề ướp luôn. Không hề ướp luôn. Tại vì em làm theo chế độ ăn kiêng. Em không nghĩ là làm cho mất cái chép ăn. Em nghĩ làm cho em ăn. Cho nên là ăn kiêng mà rất là nhiều dầu. Năm em ở nhà có hay vô bếp không? Thời gian đâu mà vô. Thì Long nghĩ là một người ít vào bếp như nam em mà lần đầu tiên mà mình làm được cái này có thể do may mắn hả? À, món ăn này Long sẽ dành 6 điểm. Rồi. 6 điểm. Món này là cao hơn nha. Món nào cao hơn, món này cao hơn hả? Bây giờ là tới cái món cuối cùng của Mia đi ha. Anh chấm cho nó. Anh sợ. Cái món này nếu mà anh góp ý thôi là lúc mà mình làm thịt bò á, tại vì khi mà mình bỏ vô sao á, lớp chung với lại rau á, thì lúc đó rau nó đã tiết nước rồi, mà mình xào như vậy thịt bò nó sẽ không săn và không thơm. Thì để cho mình rút kinh nghiệm hơn thì anh nghĩ đây là anh sẽ chấm cái phần đồ ăn này là cao hơn nha. 6 điểm.
một lần. Một lần. Có thể cho thêm lần nữa được không? Cho thêm điểm mấy bạn nhỉ? Đúng rồi, cho một cơ hội nữa. Là nếu như là bây giờ là có hai cái dĩa mà bị 6 điểm á, thì sẽ phải có một dĩa được 7 điểm thì là các bạn mới là... Đúng rồi. Buông đâu bị xà, nâu tè xin phép được rất vui chơi bị xà. Bằng một đất một dân nghề. Trời ơi, nãy giờ ngồi đây để chờ cái đoạn này thôi. Hôm nay trên chiếc xe tăng 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 tăng. Vô đi cháy, đi cháy, đi cháy, đi cháy vô. Như chưa quên bài rồi. Mày tủ rồi, vô nhịp lắm luôn ấy. Đây đây, cần nhìn nhìn vào ban giám khảo chứ. Cần ra giám khảo chị ơi. Ông ô, ô. Ok, năm em. Ok. Bây giờ lúc này thì anh có thể đưa ra quyết định rồi. Với cái phần biểu diễn năng khiếu rất là cuồng nhiệt và sôi động của em thì anh quyết định là cho cái phần món ăn của em món cá hồi này được 7 điểm. Wow, nỗ lực quá. Chân thành. Nhiều thứ quá. Cho em gửi lời cảm ơn nồng nhiệt, chân thành sâu sắc. Chân thành nồng nhiệt nhất tới anh đã đến đây ngày hôm nay và đợi chờ bọn em và dám thử ăn những món của bọn em làm. Và đây là viên kim cương mà Long sẽ dành tặng cho các bạn khi đã xuất sắc vượt qua cái thử thách này. Wow.